Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với nhà thi đấu tỉnh Hải Dương để đón xem trận bán kết thứ hai trong khuôn khổ giải bóng chuyền hơi các câu lạc bộ tỉnh Hải Dương năm 2024. Trận bán kết diễn ra giữa hai đội tuyển nữ của Nam Sách và Công an tỉnh Hải Dương. Các cầu thủ nữ Nam Sách trong trang phục áo trắng, quần đen phía xa màn hình của quý vị và các bạn. Các cầu thủ nữ của Công an tỉnh Hải Dương áo xanh, quần đen phía gần màn hình của quý vị và các bạn. Tại vòng loại thì các cầu thủ của huyện Nam Sách đã giành nhất bảng và các cầu thủ của Công an tỉnh nhì bảng, và họ gặp nhau trong trận bán kết thứ hai. Xin lỗi quý vị các bạn, trận tứ kết thứ hai. Trận đội nào thắng, giành chiến thắng trong trận này thì sẽ vào vòng bán kết gặp các cầu thủ của huyện Thanh Hà. Và vừa rồi huyện Thanh Hà trong trận bán kết tứ kết thứ nhất thì đã giành chiến thắng trước các đội tuyển, các cầu thủ nữ của thành phố Chí Linh. Bóng ngoài sân, điểm số 1-0. Thank you.
Yeah.
ban tổ chức xin thông báo kết thúc 4 trận chung kết của đội dung nữ. Các đội giành chiến thắng ở 4 trận chung kết của đội dung nữ, chúng ta sẽ thi đấu 2 trận bán kết theo lịch trong buổi sáng ngày hôm nay. Đề nghị các đội hết sức lưu ý. Ở bảng nam, đội thành viên của trận bán kết 1 sẽ gặp đội thua ở trận bán kết 2 giữa Liên Giang và Chí Linh. Đội nào thua sẽ đánh thành viên trận tranh hạng 3 trong buổi sáng ngày hôm nay. Đề nghị các đội chúng ta nắm bắt và lưu ý. Trên cả ba sân, chúng tôi sẽ tiến hành thi đấu trên sân một trận chung kết nữ, trên sân hai trận tranh hạng ba nữ và trên sân ba là trận chung kết nam. Đề nghị các tổ trọng tài và các đội chúng ta nắm bắt lịch để đảm bảo thời gian và thi đấu được tốt. Xin nhắc lại đúng quy định.